tất cả anh em đã đến với Cá Biếu Được. Hôm nay chúng ta có gì nào? Phiên bản Alpha Test của Liên minh Huyền Thoại Tốc Chiến sẽ xuất hiện vào ngày 6 tháng 6 năm 2020 lúc 19 giờ theo giờ Việt Nam. Và bản thử nghiệm này sẽ kéo dài 2 tuần tại Brazil và Philippines. Tuy nhiên, có thể quá trình Alpha Test này sẽ được kéo dài hơn tùy vào tình hình trải nghiệm của game thủ và sự uy tín của nhà phát hành. Là một sản phẩm bom tấn, tất nhiên có nhiều game thủ mong ngóng được một lần trải nghiệm sớm từ game này. Song không phải người chơi nào cũng có diễm phúc tận hưởng cảm giác ấy. Chưa nói đến việc game thủ có được một suất bon chen vào được lần Alpha Test này hay không, mà chỉ tính đến yêu cầu cấu hình của Liên minh Huyền Thoại Tốc Chiến thôi cũng đã đủ làm nhiều người chùng bước. Cụ thể, chỉ có những game thủ sử dụng hệ điều hành Android 64 bit mới đủ điều kiện tham gia test Liên minh Huyền Thoại Tốc Chiến. Điều này đồng nghĩa với việc là một bộ phận lớn người dùng iOS, thậm chí là rất nhiều game thủ sử dụng Android 32 bit cũng không thể chơi được game này. Điều này cũng giống như một bộ phận không nhỏ game thủ không thể trải nghiệm sớm từ game đấu trường trận liên hoàn. Theo như thông báo từ phía Riot thì cấu hình này chỉ áp dụng với bản Alpha Test mà thôi. Còn đối với Liên minh Huyền Thoại Tốc Chiến phiên bản chính thức, cả người dùng Android và iOS đều có thể chơi một cách bình thường. Phía đội ngũ phát triển đã nỗ lực để người dùng Android 32 bit cũng thể chơi được từ game này. Hiện tại Riot chỉ mới xác nhận rằng những tài khoản đã đăng ký từ khi dự án Liên minh Huyền Thoại Tốc Chiến được giới thiệu mới đủ điều kiện tham gia lần tester này. Tuy nhiên vẫn chưa có gì gọi là cụ thể. Hãy chờ Liên minh Huyền Thoại Tốc Chiến ra mắt bản tester thì chúng ta mới biết được một cách cụ thể. Còn bây giờ những tài khoản game thủ đã đăng ký tester của Liên minh Huyền Thoại Tốc Chiến thì hãy cập nhật và nhận những thông báo mới nhất từ Riot nhé. Điện thoại của anh em thì có đủ mạnh để chiến một cái tựa game này không? Đây là comment để mình điều khiển nhé. Điện thoại của anh em thì có đủ mạnh để chiến một cái tựa game này không? Đây là comment để mình điều khiển nhé. Coming, man. Is that now? Is it here? How is that my fault? I'll be there in about 99 years. Give me a second. I got 3 cam back. On my way, I'm here. Give me 1 second. What are we talking about? Where are you at? I'm gonna take that. Secure. This is cracked. Where's he at? Let me see. What? This is actually disgusting. Yeah, I do. Wait, he's still tanking. This should not be legal. I have no mana. Oh man, I can't believe it. I died. My heal. Rip. Get fucked, bitch. Take away what's left of me.
That was dirty, man. No! Oh my god, yes. What time it is. Marvin Devine. Hoover. What's happening? Axel. And you know how we do. What? How fake are you? What? Woo! Oh, marry me! Woo! Let's fucking go! The invasion? I think they might. I think they might. I made it right here in the booth. I'm always pursued cause of what I pursue. That's greatness, yeah, I gotta make it. I got things to lose. Boy, you wanna get in my crew, but you can't get in my crew. Me, XL, and Hoover way too fire, fool. When this joint drop, better call the troops. And when you hear the drop, better raise the roof. Better raise the roof. You already know what happens when we link up. Let's go. Yeah, I got the juice. Yeah, I got the juice. Quick game, cool. Make them look like cool. Always play it cool. That's the biggest rule. Forget what they doing. Keep on doing. For a minute and a whole damn week. No kidding, I'm skinny, I cannot eat. Got a million motherfuckers that depend on me. Yeah, every friend in my family. From a girl, every fan I meet myself. I'm too on till I'm too off. Come down to make new thoughts. Like jumping off of that rooftop. Hold my devil when I do not to make moves based on my mood drops. Like who's lost? Like who's lost? It's your one. Standing there killing me, running my brain. Full of shame, I don't wanna lose shame. From the stage, trying to find my pain. I see a sun coming out of that rain. My fame, but it's not tame. I'ma never slow down. Sammy's East Seed. See if he tries to kill me or not. Greedy son of a bitch fell for it.